Ây da, dữ ra. Lấy cái máy thiết kế bên đó là không có chạy với máy tránh luôn. Đó, cũng khá là được. Được được, khá là hay ha. Quá trời ơi, quá trời ơi, bên đây đang túa ra nè. Ui, dữ ơi. Đó, quất đi. Trời ơi, chi thu mua. Bên đây tàu đực nha. Chiếc này tàu đực luôn. Quất. Tàu cái nữa nè, đẹp quá. Không có sàn khô. Quay. Ghe bây giờ là trang bị máy lạnh hết trơn á. Tàu cái nha. Mấy dáng em này đẹp quá. Đoàn ghe này dáng đẹp. Ồ, đang tú ga nữa nè. Ba chiếc tàu cái nha. Phía trước là của nhà đất á. Tân ký ga rồi, tân ký ga rồi. Tân ký tú ga đó. Quá trời. Chạy phải mạnh tay gì đó mới đã. Đó, lên. À, quá bạo quá, quá bạo quá. Chiếc đực này, chiếc đực này của tân ký nha. Chiếc xâm 8 này mới lấy đá về nè. Nãy giờ nó kẹt. Kẹt ghe đằng khúc kia.
quá chớn, chạy quá chớn rồi nghe anh. Min K38 à, bộ lửa nhìn thấy bán ngót vậy trời, dữ dằn vậy, quá trời cái mỏ của nó nè, quá trời dữ rồi, dài hơn bình thường. Mấy màu này đóng đẹp quá, tàu cái nha, đàn kéo gà quá. Sáng giờ quay mê quên ăn cơm luôn. Này à, xài xa đôi. Xa đôi. Máy ảnh đang soạn cào. Chiếc 36. 36 này bữa hổm là quay lấy đá nè. Nay chạy luôn. Tàu đực nha. Quá chạy rồi. Quá chạy ơi. Nữa nè. 95050. Chiếc này chiếc cái.
lưỡi xù nha. Mới sơn là phần thân. Ở đây chiếc tàu cái đi sau tàu đực cũng đang chạy ra nữa. Đó, cặp. Quá trời còn phía đó nhiều, quá nhiều quý vị ơi. Rồi 92828 TS. Số đẹp chứ bộ, 9 nút. Cái này xài xa đôi men thủy lực. TS. Trùng cặp luôn, tống một thời á. Nước lớn lên khỏe. Chắc quay đầu lại. Này của Tân Ký nè. Kiên Giang làm lưới xù cũng khá là mạnh. Giờ lưới xù cũng nhiều lắm. Một năm thì chủ có thể kiếm lưới xù tiền lời là khoảng mấy tỷ ha. Lưới xù này cho bạn mượn là 6 triệu một người. 6 triệu một người trong vòng 2 tháng. Ý, 1 tháng chứ. Ngày 200 đó. Rồi nếu mà dư thì mình có thể chia. Hàm 8 chạy tới đây rồi đó. Chiếc 08 này chắc lấy đá nè. Muôn màu muôn vẻ, xài có máng neo. Cabin 3 tầng, cabin tầng trên làm cao quá. Hưng Thạnh, Hưng Thạnh đó tàu đực nha. Thiết kế kiểu này cũng khá hay. Ây da, dữ nha. Là cái máy thiết kế bên đó là không có chạy với máy chánh luôn. Cũng khá là được. Được, được, khá là hay ha. Nói chung thì chiếm không gian. Rồi 95537 TS. Ốp cái mũi lô kìa. Đoàn ghe này là ông chủ thích inox dữ lắm, lắp ghê lắm. Đó. Ga, đua lên đây.
quất chữ cái nha, 5 mét mấy bề ngang. Cái này tàu cái nha, cái cabin lồng cu làm phía trước luôn trời, thân màu trắng viền đỏ, xa dây cua ro. Chơi như vậy thì nó cũng được đi, tốn dây cua ro đâu có bao nhiêu đâu, mà nãy ông nãy chơi nguyên cái máy luôn, quá dữ. Mấy ngàn tàu đực nó đây, xa đôi không có làm sàn khô, cậu đọc trời, cậu không có tiêm quá chân luôn trời, cậu cắt cái chân kia luôn.